Hello, hello anh Phước. Đây là cái lô bông trang em soạn cho anh Phước. Thì anh dặn mỗi thứ một cặp, thì tạm thời bây giờ là em có bao nhiêu. Đây, em gửi cho anh là gồm một cặp trang lá hẹ. Lá hẹ này, lá nhỏ nè. Trang lá hẹ bông trang kim, hai cặp bông trang trắng, hai cặp là sáu, hai chậu màu cam vắt, tám, một chậu vàng, đệ vàng, một cặp màu hồng, hai chậu trang đỏ lá hình trái tim, và 10 cặp trang thái đỏ. 10 cặp này trang thái đỏ nhỏ và 10 cặp trang thái màu vàng. Màu vàng thì bên đây. 10 cặp. Đây là tổng cộng đơn hàng của anh Phước ở Buôn Mê Thuột.